Thứ năm, sự va đập âm thanh giữa loa và bàn làm việc của các bạn. Thứ sáu, đặt tweeter của loa ngang với tầm tai của các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Nguyên G-Bot. Đây cả ái và gây ngất lòng người. Trong video ngày hôm nay thì Nguyên sẽ giải thích cho các bạn về những lưu ý khi các bạn set up monitor speaker của các bạn nhằm cải thiện chất lượng nghe của các bạn trong khâu mixing, mastering, sản xuất âm nhạc cũng như là nhu cầu nghe nhạc giải trí hàng ngày của các bạn. Nắm được những lưu ý này sẽ giúp cho các bạn tìm được điểm vàng khi các bạn set up loa. Và các bạn nên lưu ý, những kiến thức trong video này chỉ là những kiến thức tham khảo. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tìm điểm vàng cho cặp loa của các bạn. Từ đó các bạn có thể cải thiện được chất lượng nghe của các bạn khi các bạn làm công tác mixing và mastering cũng như là thưởng thức âm nhạc của các bạn. Vậy để tìm điểm vàng trong phòng của các bạn, để các bạn đặt loa thì các bạn cần phải chú ý đến những điểm nào? Điểm chú ý thứ nhất, các bạn nên đặt loa theo chiều dài của phòng. Thứ hai, các bạn nên đặt loa theo quy tắc tam giác đều. Thứ ba, các bạn đặt loa đối xứng hai bên hông loa. Thứ tư, vị trí ngồi của các bạn cách bức tường trước mặt các bạn khoảng 38% chiều dài của phòng. Thứ năm, sự va đập âm thanh giữa loa và bàn làm việc của các bạn. Thứ sáu, đặt tweeter của loa ngang với tầm tai của các bạn. Và thứ bảy là đặt loa nằm hay đứng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điểm lưu ý thứ nhất, bạn nên đặt loa theo chiều dài của phòng để giảm thiểu phản âm của phòng đối với âm thanh gốc của loa. Đối với một căn phòng hình chữ nhật thì chúng ta sẽ có cạnh dài và cạnh ngắn của phòng. Chúng ta nên đặt loa theo cạnh dài của phòng, tạo điều kiện cho phản âm của âm thanh gốc phát ra phản lại với thời gian trễ hơn so với cạnh ngắn của phòng. Từ đó, năng lượng của âm thanh phản lại sẽ được triệt tiêu đáng kể, nhất là âm thanh trầm, tạo điều kiện cho chúng ta nghe được nguồn âm thanh gốc một cách trung thực hơn so với khi chúng ta đặt loa ở cạnh ngắn của phòng. Vì khi chúng ta đặt loa ở cạnh ngắn của phòng thì phản âm sẽ có thời gian phản lại sớm hơn. Từ đó, nguồn âm thanh gốc của chúng ta sẽ bị biến dạng so với lúc chúng ta đặt loa dọc theo cạnh dài của phòng. Điểm chú ý thứ hai, một số nhà sản xuất khuyên chúng ta nên đặt loa theo quy tắc tam giác đều. Tức là vị trí ngồi nghe của chúng ta là một đỉnh của tam giác đều và hai loa là hai điểm tiếp theo của tam giác đều đó. Điều này sẽ giúp cho chúng ta nghe tần số đáp ứng của loa trung thực hơn rất nhiều so với khi chúng ta ngồi xa loa hoặc là ở gần loa. Khi chúng ta ngồi gần loa quá, âm thanh low end của loa sẽ nổi bật hơn và từ đó thì chúng ta sẽ không nghe được những âm thanh của tần số cao. Khi chúng ta ngồi quá xa loa thì âm thanh low end sẽ bị yếu đi. Từ đó, dải âm thanh mà chúng ta nghe sẽ không còn chính xác nữa. Quy tắc thứ ba là quy tắc đối xứng. Tức là khoảng cách giữa hai bên hông loa phải đều nhau để cho độ lớn nhỏ của âm thanh không bị tác động bởi phản âm. Bởi vì khi chúng ta để lệch loa, chúng ta sẽ có hiện tượng bị mất cân bằng về hình thái âm thanh, tiếng Anh gọi là stereo image. Thứ tư, khoảng cách giữa vị trí ngồi của các bạn đến bức tường phía trước mặt của các bạn, hay nói cách khác là bức tường phía sau loa, có chiều dài bằng 38% tổng chiều dài của căn phòng. Điều này sẽ giúp cho các bạn nghe tần số đáp ứng của loa một cách chính xác hơn. Và nó chỉ nên áp dụng cho những căn phòng đủ rộng. Thứ năm, sự cộng hưởng và va đập của âm thanh giữa loa đối với bàn làm việc của các bạn sẽ gây ra một hiện tượng âm thanh bị mờ hoặc là sáng hơn so với mức bình thường. Cách giải quyết là các bạn có thể mua những miếng lót loa của các nhà sản xuất loa, chân loa, để các bạn có thể giảm thiểu được sự va đập giữa âm thanh loa và mặt bàn của các bạn, giúp các bạn nghe chính xác hơn. Thứ sáu, chúng ta nên đặt màn nhỏ của loa ngang với tầm tai của chúng ta để chúng ta có thể nghe hai frequency một cách chính xác hơn. Điều này sẽ giúp cho chúng ta kiểm tra được phần high end của bản mix mà không bị phần bass của âm thanh chiếm dụng.
thì chúng ta đặt loa quá cao so với tầm tai của mình. Thứ bảy, cũng là điều cuối cùng, là chúng ta phải đọc những hướng dẫn của nhà sản xuất, tức là manual, trước khi chúng ta set up loa, để chúng ta có thể biết được loa nên đặt nằm hay đặt đứng. Hầu hết những loa hai ways thường sẽ đặt đứng, và những loa ba ways sẽ đặt nằm để giảm thiểu hiện tượng bị phasing âm thanh khi các bạn nghe và check bản mix của mình. Tuy nhiên, không phải loa hai ways nào cũng đặt đứng và loa ba ways nào cũng đặt nằm. Vì thế, trước khi các bạn set up loa thì các bạn phải đọc cẩn thận manual của nhà sản xuất, thường được đi kèm với sản phẩm, hoặc các bạn có thể lên website của nhà sản xuất để download tài liệu miễn phí. Qua video ngày hôm nay thì các bạn đã biết được cách set up một cặp monitor speakers. Nguyên hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho các bạn cải thiện được chất lượng nghe của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì các bạn hãy like và share video này đến cộng đồng sáng tạo âm nhạc các bạn nhé. Và đừng quên subscribe kênh của Nguyên để cập nhật những video về sản xuất âm nhạc cũng như là audio production. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.